survives in haze of light, in haze of light. Music! Xung quanh chỉ toàn là người lạ. Cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo. Sống xa nhà phải tự chăm sóc bản thân, những điều này rất khó. Khi nhà có con chị thằng em thì như thế nào? Ủa mẹ, nay chưa ăn cơm gì mẹ? Trời, ta có cái gì ăn cơm chưa vậy? Hồi sáng mày cúp học đi chơi phải không? Tao là tao biết hết rồi mày. Như vậy đâu có đâu, con đi học thêm về xong tắt nhà bạn học nhóm đâu có đi chơi đâu, chơi nét đâu. Trời, trời ơi, làm gì chơi nét, học không có học chơi nét làm gì. Đi học mà đặt sách đâu, tại sao vậy? Tại không chứ không. Tao hỏi chị hai đi. Có không tin? Nó đâu có đi. Nó có đi học, nó đi học thêm rõ ràng mà. Tại vì bạn nó mượn tập mượn sách bơi đó, nó đi xuống trường trả cho nó. Nó có đi học, nó có đi học đàng hoàng. Trời ơi. Tao mà biết hai chị em mày thông đồng với nhau là no với tao, nghe chưa? Nghe chưa? Con nói rồi mà, nó không tin không à. Mày hơn đó nha mày. Tao mà nói cái là bà trẻ cái đầu mày như trẻ dưa luôn nha mày. Hả? Và con Tiên đâu rồi, coi coi. Nó kêu con gì vậy? Hồi tối mày đi chơi nè phải không? Đi chơi tới khuya mới về nè phải không? Phải không? Trời má ơi, hồi tối còn ngủ sớm á, 6-7 giờ ngủ mất tiêu rồi. Má không coi kỹ á, chứ con đâu có đi chơi. Trời ơi, cái nữa thì chơi khuya gì? Có thể ngủ sớm tao tao biết hết mày ơi, mày khổ cái cháu ấy. Chuyện này mày no rồi. Có tin mới hỏi ý đi. Hả? Trời ơi, con không nói đâu, hồi tối ba đi chơi chứ ba đi học đâu mà hả? Đi ba nhảy sập thình tát lộn con vô nữa mà. Lấy cái tao coi. Nè má, nó coi nó cái nào phan được, nó mới phan đi tượng đang ruộng tay. Còn cây nữa, còn cây nữa. Nè má, nó coi coi á, nó phan cây nào được cái gì nó lấy nó phan. Mấy chị hàng xóm của tôi là như thế này này. Trời ơi, trong khi người ta thiếu ăn thiếu thốn mà nó lấy gạo nó đổ nó bỏ cho gà cho vịt ăn. Tao đi đồn là không biết giúp đỡ người khác mà lãng phí lương thực thực phẩm. Chết rồi, cái chuyện này là chết rồi. Chết rồi. Rồi nè, đứng yên nè, đứng yên tắm cho nó sạch, nó đẹp, nó thơm đấy con. Rồi, đứng yên nè ha, đứng yên ngoan, quá trời giỏi luôn mày ơi. Trời ơi, tự nhiên đi tắm chó. Tao đồn nó ngược đẩy động vật. Trời ơi, cái tội này nặng lắm, nặng dữ lắm luôn. Hả? Con mẹ này nó khùng hay gì vậy trời? Trời đất ơi. Thôi nó, ra coi nè, cái lên có cái gì đâu mà kêu con cái. Mừng giờ tưởng khuya mà con cám đâu ra ngoài đường người ta. Mơi đồn nó bỏ nhà đi chơi trai. Trời ơi, cái con nó điên rồi mẹ ơi, chạy nó đi mẹ ơi, đi ngủ mẹ ơi. Khi hàng xóm của bạn thích nổ. Trời ơi, cáo mấy bữa gầy, không có thời gian bây giờ cưng chơi. Trời ơi, chỉ nhà ngồi đếm tiền, đếm tiền hoài mệt quá, bận quá em. Ai chị mất cái chơi chị. Trời ơi, giết nhà như cây xăng nha, chúng ghé gì nào ghé sáng ghé được, trưa ghé được, chiều tối ghé được chị ha. Ăn nay được gì ăn cơm. Trời ơi, anh trai tao á, lãnh lương đâu 70-80 triệu một tháng, nó mua cá lòng tâm kho cô quẹt ngon lắm mày ơi. Ở nhà đâu có gì ăn đâu chị. Trời ơi, làm gì mà không có đồ ăn cơm nghe em thương ghê không. Dạ không, tại hôm nay em ăn cơm tiệm thôi, không cơm nhà, bây giờ em đâu biết gì đâu. Đi ăn cơm tiệm, chắc tiền dư quá ha. Tại em giàu mà chị. Hả? Tiền em sắp thành cọc em tán chứ còn đau nữa mà. À, chị định hỏi bay á, biết bên nay lá vàng á, nhiêu cây không? Vàng nhiêu chị, chị ra tiệm vàng, chị hỏi hỏi em làm gì? Hả? Trời ơi, tưởng bay biết. Hình rủ bay á, đi mua đâu á, 10-20 cây vàng về nè. Chị mua lần 10 mấy cây, giờ mua vàng mã hả chị? Hả? Chị định đốt cũng bay. Vàng mã, mua vàng mã. Mua vàng thiệt về đó coi, để trưng chơi cho đẹp thôi. Chứ trời ơi, ai đeo, ai rảnh đâu mà đeo mày ơi. Nhóc đeo làm gì? Trời ơi, em hèn mọn đâu có tiền đâu mua vàng lần 10 mấy cây như chị ơi. Em muôn lần cả gỗ hộp sòn về em để cho gà cho vịt cho đừng vô nhà chị he. Trời ơi, đừng có nổ quá mày, đừng có xạo với tao. Nhà mày bộ đó mày đẻ kế bên kho đạn hay gì mà trời ơi nổ như vậy. Trời ơi, em nổ một thì chị cũng nổ mừng, em khoe một thì chị cũng khoe mừng. Nhà em kế ổ đạn chắc giờ chị không kế ổ bơm đâu he. Tao mấy gài đi qua đây khoe có què cũng khoe. In haze of light, in haze of light, in haze of light.
Ủa má, tao mất truyền hình đâu rồi? Ừ, tao để ra trước, tao đầu tao thờ á, con lên nó kiếm chưa? Ủa má, đâu cắm tay đâu, má thấy không? Ừ. Con kiếm có, kiếm nát cái nhà luôn mà cũng không có vậy. Mày để tùm lum thì tao cột lên cái chìa khóa xe, trong cái chìa khóa xe của mày đó. Mày lại chiếc xe mày lên coi chìa khóa là tao thấy liền à. Ủa má, cái đạp của mình đâu có tiêu rồi, sao con kiếm thấy? Vừa đừng đi lại về bạn chơi xíu mà không có cái xe đạp rồi đi, bỏ biết nào mới tới. Hồi sáng thấy xe mày bể bánh rồi, má đem mày đằng kia mới giá rồi con lại lấy đi má trả tiền rồi. Ừ. Mà má có thấy cái dép đâu không? Mình đi có chiếc xe đạp rồi mà không có dép. Trời ơi, cái dép của mày á hả? Mày để tùm lum mày tao gom mày tao bỏ vô sọt hết rồi đó, mày ra cái sọt ra kiếm đi, tao đem rửa chén. Ờ ấy ấy vậy hả con? Chạy xuống làm sao cho gà cho vịt ăn nhiều má ơi, hồi mưa trời mưa ướt hết chứ. Mẹ nâng con dậy, bước con đi mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh hay chậm mà con vô tâm vô nghĩ. Nó ăn lớn xong rồi nó phụ mình, nó phụ cũng được. Ngày tới sao mày gặp con? Tao không quánh mày, tao không phải là mẹ mày bữa nay. Câu chuyện ý nghĩa. Chiếc áo của ai đây? Mình sẽ lấy về bận. Ê cô kia, cô dám ăn cắp cái áo của tôi sao? Cô đừng có mà vu khống. Đây là cái áo tôi nhận được, tôi không hề lấy của cô. Tôi đã tận mắt thấy cô lấy cái áo của tôi, vậy mà cô còn chối được nữa hả? Mau trả lại cho tôi, thật là con người không biết điều. Cô có bằng chứng không là tôi lấy cái áo này của cô, chứ không phải là cái áo tôi nhận được. Ha 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 ha, cô đã tính sai rồi. Nhà tôi có cái camera, không tin thì cô nhìn đi. Tôi đã ghi lại hết rồi, cô đừng hòng mà chối. À, chết rồi, tôi hồ đồ quá. Tôi xin lỗi. Hu 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 hu. Các bạn thấy không, trên cuộc đời này không nên làm những điều sai trái. Đây là hàng xóm tôi khi biết tôi làm TikTok và YouTube. Ủa cám, chuẩn bị quay clip đó hả? Ủa chị, mới ba chơi hả? Trời ơi, mới mốt đem quần áo qua đây ở mẹ cho rồi đi. Đi quay lại chị cho mắc công vậy không? Trời ơi, suốt ngày không lo làm lúa làm ơ đổ chân mà đi tối ngày quay clip. Hiểu nổi luôn. Mà tao nghe nói á, làm TikTok có kiếm được nhiều tiền lắm không? Mày đừng có giấu. Ủa chị, nó có cắt bạc từ đâu chứ? Không, TikTok chưa có tiền. Tiền em mua một đồ màu khác đâu cầu mà tiếp đâu. Làm gì có cắt bạc nào. Thôi, nghe nói hả, TikTok kiếm được là cả trăm triệu luôn. Mày đừng có giấu tiền em mày ơi. Trời ơi, tao chơi TikTok tới giờ là 3 năm hơn rồi, tao có cắt nào đâu. TikTok chưa kiếm được tiền bà ơi. Ủa, vậy hả? Tao biết chị đâu. Mà nghe nói mày chơi YouTuber đúng không? Trời ơi, vậy là kiếm tiền ngốc rồi. YouTuber là kiếm tiền ngốc luôn. Ô bà nội, trời ơi, con kiếm được có đủ tiền, con xài, con sống rồi mẹ ơi. Mày có nút bạc hay nút vàng gì đó chưa? Ủa tao nghe nói có nút bạc, nút vàng là tiền ghê dữ lắm đó mày. Trời ơi, chứ có nút bạc, nút vàng là tiền dữ lắm đó, tiền ngốc luôn. Có nút bạc để chân cho nó đẹp thôi, chứ có được cắt nào thêm đâu mà ở đó cả trăm triệu. Giết người cướp của hay gì mà được trăm triệu bà nội. Trời ơi, vậy ta tưởng sang trọng dữ dội, đồ ghê dữ lắm. Ai dè cũng như mình mần gụa mần lúa thôi. Mần gụa mần lúa đã bị chữ, đang cái mặt lên bị chữ thúi trên vậy. Ủa vậy mày, mày quay đi tao coi chút, tao coi mày quay làm sao, coi đi, quay đi. Ừ. Trời ơi, ấy mày không lo quét nhà của nhà phụ tao đi chơi gì mày làm như vậy? Làm khùng làm điên, cái mẹ tao hỏi với mày. Trời ơi, lớn già đồng làm khùng làm điên, thôi gì vậy. Trời ơi cám, lâu ngày chị em mình gặp, nay lâu chị về quê Sài Gòn về thăm kinh chơi nè. Ủa chị, trời ơi lâu lắm tôi mới gặp nghe. Con chị thì nó đi học đại học á em, nó học đại học á hả? Mà tôi biết không, tôi biết TikTok không? TikTok á? Chắc là dùng quê với tương với con tương biết chị đâu nha. Mà mỗi lâu lội nổi trời. Đâu, em đâu biết chị ơi, trời ơi mà cái đó ở Sài Gòn mới biết chị ha. Con em đâu biết chị đâu, trời ơi. Ủa má, sao cái này nó cứ mờ cái gì? Con nó cứ mờ không được rõ hay má. Chắc tại cái kiểu nó vậy á má. Chắc chị đã cắt cái con. Trời ơi, Cương không biết là sai lầm. Con trai chị là hot TikTok. 30 mấy ngàn người đăng ký trên mạng xã hội đó cô. Nó đẹp trai lắm, có duyên lắm. Quê thì nó không có cái gì hết trơn, ở dưới quê mà chị. Nó xấu rồi chị ơi. Nó xấu thì đâu ai like, chắc ai thích chứ đâu. Trời ơi, con giỏi quá à. Trời ơi, không những đồ đâu, nó mua cây đèn 550 ngàn mà nó quay nó đẹp hơn á. Cây đèn xịn lắm luôn á, chứ
chị nghe nói đâu đây nó bắt đầu lấn sân qua quay YouTube được 3-4 ngàn người đăng ký rồi. Vài bữa nó sẽ có lúc bạc chị đem về đây, chị mở tiệc ăn mừng với cưng nha. Ủa má ơi, giờ cái nút này giờ mình để keo đâu giờ? Trời ơi, giờ không biết chỗ keo đâu luôn á. Keo đại đâu trước đây, trời ơi mắc bận chứ. Giỏi vậy chị nghe. Trời ơi, ước chị. Em bận gấp con chị á, không được nữa. Cái gì cứ nói chị không chịu chứ, cái này cứ nói chị chịu nè. À, nè thôi, trễ rồi, giờ chị đi thăm nhà sớm khác. Bye bye cưng nha. Ở đầu tháng có hồn á, chị về cẩn thận chút nha. Hình ảnh như chị em phụ nữ trong đây. Ủa mày làm gì cầm tới nước mắm chi vậy? Tao pha để tao tắm cho mày đó. Trời ơi, pha nước mắm để ăn chứ không lẽ để tắm. Hỏi gì cũng hỏi. Không biết hỏi mày làm dữ trời. Không biết cũng cao gặt nãy giờ cũng chưa xong. Tao đổ được cả chục cái bánh xèo vẫn chưa đặt xong nữa. Đổ xèo hả con đổ với. Thôi chị, để con tự đổ chị nghe. Không muốn đổ được. Nè bơ ngồi yên với lặt gao giùm con. Trời ơi, chị đổ cầu trái nhà của em. Hết làm gái luôn vậy. Hả? Tên tao mới đổ được mớ bánh xèo nè, mày ra ăn trước cho ăn nha. Tao ra ruộng kêu tiếp mày về rồi tao đổ tiếp à. Ở nhà lo giữ nhà giữ cửa đó nè mày. Má đây đây, con biết rồi, bán quỷ tay thành đụng cho bà ưu. Đổ bánh xèo thôi mà, ai làm cũng được. Bà con ơi, trái trời ơi. Hả? Con bắt má ngợt cho má nè. Bắt đó mày gán mày cạp cho nhiều vô. Con với cái ăn không xong phá banh cái đám bánh xèo của tao không tương. Ghê vậy.